Xin chào cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay mình xin chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn một món ăn. Đó là món canh bún ốc riêu cua. Canh bún thơm ngon, hương vị đậm đà, được ăn cùng rau muống luộc rất ngon. Phần riêu cua thì vị rất vừa ăn, còn thịt của ốc lát thì giòn giòn. Nước dùng mình chan vào tô bún, bốc thêm miếng huyết, đậu hũ và cà chua, trông rất hấp dẫn nè các bạn. Cùng mình nấu nồi canh bún ốc riêu cua, thơm ngon hấp dẫn này nha. Phần rau mình có một nắm rau muống, 4 trái cà chua, còn có mấy trái tắc, hành tím, tỏi, ớt sừng và ít ớt hiểm. Rau nêm thì có ngò rí, hành lá và ngò gai. Phần thịt mình có 250g huyết, 200g thịt heo xay, 500g ốc lát, 2 miếng đậu hũ, chả cây, 2 quả trứng vịt, 300g cua đồng xay nhuyễn và một chén nhỏ gạch cua. Ốc mua về mình rửa sạch, rồi đem luộc sơ qua, sau đó lễ lấy thịt ốc. Sau khi lễ xong ốc, mình rửa ốc với muối, cho sạch nhớt. Cà chua mình cắt múi cao. Hành lá, ngò rí và ngò gai thì cắt nhỏ. Hành tím và tỏi mình cũng sẽ băm nhỏ luôn. Mình dùng nửa trái ớt sừng, bỏ hết hạt rồi băm nhỏ. Còn đậu hũ mình cắt khối vuông vừa ăn. Huyết heo thì các bạn đem luộc với nước 10 phút rồi vớt ra. Phần cua xay mình cho vào tô và thêm từ từ 2 lít rưỡi nước lọc vào. Bóp đều, sau đó lọc lấy nước cua và bỏ phần xác đi. Mình cho ít xíu dầu ăn vào chảo, chiên vàng đều các mặt của đậu hũ là được. Tiếp tục thêm chút dầu ăn, cho hành và tỏi băm vào phi thơm. Rồi cho ốc vào xào nhanh, mở lửa lớn để thịt ốc được giòn. Mình nêm thêm 1/2 muỗng cà phê hạt nêm và 1/2 muỗng canh dầu màu điều nữa. Đảo đều rồi tắt bếp và vớt ốc ra chén. Mình dùng tiếp chảo dầu đó, cho thêm chút dầu ăn vào, cho hết hành tỏi và ớt băm vào xào cho chảy mùi thơm. Tiếp tục cho cà chua vào, đảo sơ qua. Các bạn có thể cho thêm 1/2 muỗng canh dầu màu điều. Cà chua mình chỉ cần đảo sơ, không xào lâu, cà mềm sẽ không còn ngon. Phần gạch cua, mình bắt một cái chảo, thêm dầu ăn và ít hành tím vào. Hành tím vàng thơm rồi thì cho gạch cua vào chảo, đảo nhanh tay rồi tắt bếp. Mình bắt nồi nước cua lên bếp. Mình dùng đũa khuấy đều tay để riêu cua không bị chín đáy nồi. Lâu lâu các bạn ngưng xíu rồi lại tiếp tục khuấy đều. Đến khi thấy từng mảng riêu cua nổi lên thì mình ngưng tay, không khuấy nữa. Mình để riêu kết thành mảng lớn mới vớt riêu cua ra. Cho thịt heo xay vào và trộn đều, thêm 2 quả trứng vịt vào nữa.
mình nêm chút gia vị, một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê đường, một chút muối và một ít tiêu xay. Mình cho phần riêu cua vào khuôn, thêm gạch cua lên trên mặt, rồi cho vào xửng hấp 15 phút. Sau 15 phút, tiếp tục cho một lòng đỏ trứng gà vào. Mở nắp của xửng hấp và để lửa nhỏ, hấp đến khi lòng đỏ trong lại là được. Với nước dùng cua, mình mở lửa cho nước dùng sôi, rồi nêm vào 2 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối. ba muỗng canh nước mắm. Nước dùng vừa ăn rồi, mình cho huyết heo, cà chua và đậu hũ chiên vào. Để thêm 5 phút, trước khi tắt bếp mình cho vào một muỗng canh dầu màu điều và 1 đến 2 muỗng canh mắm tôm nữa. Mắm tôm giúp tạo mùi thơm đặc trưng cho món canh bún. Vậy là mình đã nấu xong nồi nước dùng rồi, nhìn rất hấp dẫn phải không các bạn? Sau muỗng thì mình trụng sơ qua nước sôi, thêm vào một ít muối, một ít đường, sau đó vớt rau cho vào tô nước lạnh. Bún, các bạn nhớ trụng qua nước sôi nha. Mình cho riêu cua và rau muống vào tô. Thêm một muỗng ốc, một ít rau thơm và một cây chả. Mình cho mấy miếng đậu hũ, miếng huyết và vài miếng cà chua, rồi chan nước dùng vào tô. Vậy là mình đã làm xong món canh bún ốc riêu cua rất thơm ngon và hấp dẫn. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem và like. Nhớ share và subscribe kênh cho mình nha. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn trong video kế tiếp. Bibi cả nhà, mãi yêu.